nay hàng hải kho một đống. Đồng rực. Đây là các cái dòng cellulose hàng mới. Hàng 6. Đây là dòng mới. Dòng mới. Nguyên một cái công này nữa. Công này là cellulose S2. Nữa là cellulose S2 với công số 2. Chào anh. Hàng này chuyển từ Gò Dầu anh hay là từ Bắc Ninh? Cái này từ Bắc Ninh nhỉ? Chuyển từ đâu anh? Thấy chưa? À không, hỏi thế thôi. Quay cái video lấy tư liệu. Xe này chắc đang chuyển hàng đi.